Này. Hello, chào ông bà cô chú anh chị, em đang xem chương trình của bé Hạt Tiêu nha. Và đây là thanh nhanh vậy. Không bị gì à? Xin chào thanh nhanh. Hello, xin chào cả nhà đang xem chương trình của chị bé Hạt Tiêu. Hello, ông bà cô xin chào ông bà cô chú đang xem chương trình của bé Hạt Tiêu. Hôm nay lại là một buổi sáng ở nhà chị Úc Mini. Thì mới sáng sớm thức dậy mấy chị em mà không biết ăn gì á. Làm gì vậy? Hôm nay Huy chỗ tài làm gì cho mấy chị ai nè? Hôm nay có Tư phụ rồi nè. Wow, chị Tư làm gì á? Hello, Tư nấu mì. Nấu mì không? Vậy có đeo là Tư? Con nấu mì, ba chân chuẩn bị. Rồi, ba chân chuẩn bị cho Tư nấu mì. Em trên là chị Tư. Em đứng coi. Rồi em làm gì? Em đứng coi, em có biết làm cái mì chưa? Đàn ông tay dựng về đó. Dựng về cái mì. Lên mấy gói chị Tư? Nấu có mấy gói đủ, đến mai. 4 gói thôi chị Tư. 4 gói hả? 43 gói thì ngon hết. 43 gì đấy, hôm qua em nấu 4 gói bằng... Kéo vào? Không, dư luôn anh chứ. Dư á? Hôm qua đâu á? Hôm qua có chị Năm nữa. Hay là hôm qua vừa nhập cũng dư. Anh em nấu cũng được, hôm qua em nấu chị Năm. Giờ đây chị xém mì cho Huy. Đây là ăn sáng nha cả nhà. Ăn sơ sơ rồi mình đi công việc xong rồi mình về mình tiếp tục ăn. Mai là mình đi Hồng Sơn về vì Bảo luôn á Tân. Bảo là chơi. Bảo ở dưới ở dưới nhà chị Bảo mưa gió tạt vô nhà quá trời luôn. Quá chị hay rồi dưới hả? Chị ở trên đây nhưng mà gọi nhiều dưới nhiều quá không có đâu có ra lắm nè. Hôm qua nhà em cũng mưa cả ngày luôn á hai. Ở đây cũng mưa mà nhưng mà mình ở trên đây là đỡ, ở dưới gần biển á gió nó đi ra đỡ dăng phải không? Lấy đĩa cho bé đây, cho bé đĩa đựng trứng. Hết ra trái chưa hết. Còn nước các em đi đặt đi. Ê, chúng hai lòng à? Chúng hai lòng hút qua, chúng hai lòng hút lòng. Chúng này hai lòng không à? Dạ. Chúng to đó nhỉ. Hai lòng luôn, hai lòng luôn nè chị Hai. Mấy cái đợt đấy không ơi. Hai đợt đấy đúng rồi, hôm qua giờ toàn là hai lòng luôn. Chúng nào cũng hai lòng hết cả trời. Ở đâu vậy? Ở đâu ra vậy? Đi ra ra đi. Chiều lên chiều lên. Ở trong người đó cái gì mà nấu. Hôm nay em ăn bị trứng hai lần. Em ăn hết trứng để lòng yêu anh. Cái này như trứng dẻ nhỉ. Đồ chỉ ghê vậy. Dạ. Bùng luôn á. Tắt đi con. Tắt đi. Tắt đi mình rửa. Sao trứng gì mà nổ dữ ta? Trứng nổ bùng bùng. Hai lòng là phải đồ của lòng chứ không đồ đâu. Hai lòng là cái bếp ga nó rét quá. Sáng chị Tư làm đồ bếp. Con bộ ra đây bé bé ra con chừng nó dằn. Được á, chị con cắt bộ cái kia nó chín không á. Thì chuyên cho nó. Bé nó né rồi kìa. Úp ra cho tại vì nó nổ bùng bùng. Còn trái nữa đập luôn đi. Hai lòng luôn. Để nắp lại bé ơi, để nắp lại.
hết hồn tắt luôn cái gà. Tốt đi hồn qua còn gì. Trụng lại hả Tư? Tư bỏ vô nấu nữa nè. Hôm nay chị hơi căng một tí là có một chút rau muống. Có kèo này không nữa nè. Hôm qua thì là không có rau. Rau qua ăn lẩu. Hôm nay chị Tư bỏ trứng quất luôn. Trứng một rồi. Có gì bỏ hết luôn. Hôm nay là mình tổng hợp cho thằng ăn. Hôm qua ăn mì xào. À có xúc xích không bé? Có. Ra mấy bé có xúc xích. Lấy hai bé. Hôm qua bé cũng lấy xúc xích của chị Tư. Chưa trả tiền nữa Tư. Dễ dàng sao? Dễ dàng. Chị Tư nè đó. Sáng nè, chị Tư lo cho bài con thơ nè. Đây, sắp chín rồi đây. Thơm quá chị Tư ơi. Thơm nước muối. Nấu rất là đầy đủ luôn. Hôm qua chị nấu nhìn mắc cười ha. Có rau, xúc xích, chả cá. Đầy đủ luôn. Có trứng. Ừ. Nhà có gì bỏ vô. Đây, xong rồi. Tại là mình lười á, mình ngủ dậy muộn thì vậy thôi. Đấy, đấy. Đấy, nhà có gì bỏ như đấy là 5 sao với 4 sao. Ngon nha, ngon nha. Ngon không? Ngon. Không cầm phải đi. Thôi không cầm khoai luôn nha. Mọi người cứ ăn đi, không sao đâu. Không có nồi hả? Ngon lắm á nha Út. Cầm máy hồi là hết nồi á. Út đang dầm kênh. Dạ.
Có béo rồi mà giảm cân chưa? Dạ đang giảm dữ lắm, nó mới ổn được vậy đó, còn không giảm chắc nó mập thù lù quá. Quyền ấy là không gặp. Giảm cái bà nước miếng cơ. Em nói vậy là Huyền không dám ăn mì, Huyền ăn rau không trời. Nghĩ ăn rau không á? Ăn mì vô. Ăn mì vô. Ông bà Huyền đã cũng sợ mập á. Đó, bà sợ mập ha. Rau muống. Rau muống. Sợ mập chứ. Sợ mập chứ. Vì sao nay im dữ vậy? Ngon quá em. Mà có không bật chung ăn. Bật chung ăn chơi được nhiều. Dữ ạ. À. Có chuyện gì ông kể cho ông bảo cô Vũ nghe đi. Đọc bình luận sao sao kể đi. Huy có đọc bình luận không? À. Có đi hiểu không? Ai có tâm sự gì tâm sự đi. Lý do nào mà có mặt em là em có đọc hết. Bây giờ lên đây em có em không đọc. Lý do nào? Lý do nào không có em không đọc. Lý do nào em đọc bình luận có ông bà cô chú hết á. Lý do nào mấy chị em cũng đọc hết á thì nào? Đọc nào em muốn nói. Nghe là cả nhà có lời gì muốn nói, cả nhà có công đen tụi em đọc hết á. Em không nói. Ông bà cô chú em nó chắn gió không dám nói. Chỉ nhà đọc và lặng lẽ và đi ra. Xong rồi làm lễ và cho đi. Ông bà cô chú mất hiểu sao hiểu. Khi mà nghe nói chị Út ăn sờ béo nên là chị Huyền mì ăn luôn nè. Chị ăn sờ béo, chị Huyền không chịu ăn nữa. Ông bà con chú ăn nữa nha, chị cho. Bây giờ Huyền mà không ăn cơm là mọi người đừng hụt chị Huyền nữa nha. Không ăn nữa ông bà con chú ơi. Đừng nói kìa, chín sở này không ngon nên là Huyền không ăn kìa. Nếu không ăn là phụ lòng chị Tư lắm nè, chị Tư hì hụt cả sáng giờ. Huyền ăn chỉ là có thôi, hiểu không? Em đó ăn có một cọng rau à. Ăn có một miếng rau à. Không ăn mì, không ăn đồ gì hết á. Ăn trứng nè Huyền. Không có chất đâu. Ăn trứng nè. Lắp cho miếng trứng nè. Lắp cho miếng trứng nè. Thôi không ăn thì thôi vậy. Thôi làm camera cho bé kêu ăn đi. Chưa có móc cho kịp nữa, gấp quá vậy. Dạ. Chú chú tìm điện bảo Út đi ra cái xong cái bảo chú có gì không? Cái chú bảo ông cho gặp chủ nhà. Dạ không, cháu là chủ nhà rồi chú. Thằng nào cứ kêu mẹ. Trên độc lão Bình Dương gì tôi thấy luôn. Có không? Đấy là tìm điện đấy hả? Dạ rồi, ok, cảm ơn chú nhé. Rồi. Mà đóng lại trên điện thoại hay gì? Muốn đóng đâu đóng, còn nó xóa lại được rồi. Đóng trên app, trên điện thoại xanh, thế giới di động, đóng chỗ nào? Trên app, trên tiền con nít đấy. Kêu mẹ ở đây lắm tiền điện. Thấy chị Năm cứ
cái người ăn chị ra. Chủ nhà mini. Đi hòn à? Đi đâu cũng vậy. Ví dụ như là đi nhất là đi ra ngoài đường đi xe nha, mà bịt đồ bịt khẩu trang hết rồi nha. Xong cái bảo, đừng đi ra, vô mé con. Tao màu hồng, màu nâu, màu xanh.